đầu tiên, một game show độc đáo về nghề giúp việc mang tên Ông Tranh Tài vừa được tổ chức thành công tại Bitaski. Sau hơn 7 năm hoạt động và đào tạo hàng ngàn cộng tác viên, Bitaski đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp và cam kết sứ mệnh với dịch vụ tiện ích gia đình. Cuộc thi không chỉ là sân chơi, nơi những cộng tác viên giúp việc thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội để họ trau dồi bản thân, mở rộng tầm nhìn và tích lũy kinh nghiệm từ những người xuất sắc nhất. Chưa đầy 10 ngày sau khi phát động, chương trình đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ đăng ký và ban tổ chức đã chọn ra được 67 thí sinh đủ điều kiện chính thức bước vào hành trình thi đấu. Ở vòng đầu tiên, 67 chị ông đã tham gia tranh tài ủi đồ. Trong bối cảnh này, sự cạnh tranh của một chương trình thực tế đã tạo nên những tình huống bất ngờ. Không có sao, em khách không sao, tự nhiên bữa nay vậy. Hy vọng khán giả cho mua và ngồi má nha. Cảm ơn. Lúc đầu là cái bàn ngủi mình nó một hơi hết mấy phút luôn. Lúc đó là cũng rất là lo lắng, rất là hồi hộp. Ôi, có lẽ tôi giỏi rồi, không sắp bị đánh rồi. Cổ vũ cho tôi giỏi này mọi người ơi. Không có gì làm khó được tôi giỏi hết. Bình tĩnh mà rung á. Bình tĩnh mà rung. Bình thường mình ủi biết bao nhiêu quần áo mình không rung, nhưng hôm nay anh rung thật sự mà rung. Nhờ vào sự hỗ trợ từ ban tổ chức cùng với lòng đam mê nghề nghiệp, các chị ông đã thể hiện sự kiên cường và chuyên nghiệp của mình. Và điều tuyệt vời nhất là trong giây phút cạnh tranh gay cấn đó, tinh thần đồng đội vẫn được ưu tiên. Các chị ông đã sẵn lòng hỗ trợ nhau, không nề hà việc người đó đang là đối thủ của mình. Đây chính là giá trị nghề giúp việc tại Bitaski, nơi mà sự đoàn kết, khéo léo và tự tin là chìa khóa để vượt qua mọi thách thức. Bitaski không có tuổi già, tuổi đời nhiều, nhưng mà cái sự cố gắng, cái sự quyết tâm của mỗi một chị em của Bitaki đều là mạnh hơn tất cả. Tôi luôn luôn chọn Bitaki, chọn Bitaki. Cũng tại vòng 1, sự hài hước dí dỏm của một số thí sinh cũng làm cho không khí vòng thi đầu tiên trở nên vui tươi, tràn đầy năng lượng. Xếp đồ theo phong cách của Hàn Quốc ha, không được chỉnh tóc. Cái kiểu của mình vậy đó là nhờ chị số báo danh 23. Cảm ơn cái tình cảm của chị, nhờ như vậy thì sau buổi tỷ thi này em sẽ tặng cho chị cái quần. Chị ơi, chị đang cầm cái gì đó? Chị đang cầm một thùng đựng gạo đến từ Hoa Lúa. Chị xuống đây là chị đã ước là mình có cái thùng gạo rồi, nên là vũ trụ phá xuống và chị bóc ngay. Tính ngày vũ trụ anh. Đúng rồi. À, mình nghĩ tới những cái hạt gạo bác nông dân trồng xong mình được bỏ vào đây và lấy nó tiện lợi thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là biết ơn luôn. Không khí chương trình cũng đặc biệt lắng động với câu chuyện người mẹ U70. Thì cổ vũ cho con gái. Lúc nào mà tham gia cuộc thi gì mẹ cũng đi theo hết. Việc nhà nó dở lắm, nó không biết. Như vậy này nó hồi đi thi, nó lên thi, để coi nó thi ra sao. Vui đó. Hình ảnh người mẹ hạnh phúc không kìm được giọt nước mắt khi con gái đã vượt lên chính mình, lay động cảm xúc của hàng triệu người xem. Thúc vòng thi đầu tiên, 20 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng 2. Mời các chị ông cùng mở phong bì nhiệm vụ ra. Khi mở ra mình vui lòng giữ bí mật nha các chị. Yeah. Oh yeah. Ủa sao mà 2 tờ 500 vậy? Chào chị số báo danh 23. Sau khi mình xem xong nhiệm vụ, mình cảm thấy phong bì nhiệm vụ có khó khăn với mình không và mình có lo lắng gì không ạ? À? Mình nói lo là mình xạo, mà mình nói mình không lo là mình cũng không đúng. Thì sau khi mình mở phong bì ra là mình nhớ lại cảm giác hồi xưa mình đi học mà dạng mở đề mà trúng tủ á, rất là khoái. À, khoái lắm,
khoái lắm, cho nên mình nghĩ chắc cái vòng này mình vô vòng trong chắc rồi đó. Lần đầu tiên thì mình đến cái siêu thị này, nhưng mà hôm nay cũng không có biết đường nên mình dành ra một ngày và mình đi đến đây giống như mình là dò thám trước vậy đó. Thật sự ra nếu mà đi siêu thị thì chị cũng chưa có kinh nghiệm lắm đâu. Hôm nay là chủ yếu là vui là chính, nhưng chị sẽ cố gắng rất nhiều. Chính vì tinh thần là mạnh nhất, tinh thần và tình đồng đội để cho mình có động lực là đi tiếp vô. Nếu mà được cái vòng đặc biệt nữa chắc cũng vui lắm đây đó mấy bạn. Nếu kết quả hôm nay mình không được đi tiếp vào vòng chung kết, mình có buồn không chị? Không buồn, mình đang cười tươi như hoa mà. À, rồi. Không có gì buồn lắm. Cái vòng 2 này thực sự đi chợ thì tính ra là chị đi chợ rất là chuyên nghiệp. Tại vì hồi xưa cái thời dịch chị là cái người đầu tiên và cái người duy nhất tại Vitusky đi chợ được tất cả các quận liên quận tại thời dịch. Nên chị hy vọng là những cái sản phẩm này mình sẽ ok, mình làm tốt hơn mọi cái vòng 1. Trước nhất là cô xin cảm ơn cái công ty Vitusky này đã tạo ra những cái em làm giúp đỡ gia đình chúng tôi đó. Ngoan thì nó làm lâu rồi, nó làm rất là dự ý. Dự ý của tôi đi theo cổ vũ cho nó. Nó cũng phải biểu tụi bằng cái áo giống màu đúng, màu đúng. Trong phần thi này, chị ông đã đối mặt với thách thức mới, tranh tài đi chợ. Nhiệm vụ của họ là mua thực phẩm tươi ngon theo danh sách ban tổ chức yêu cầu với chi phí không quá 200.000 đồng. Điều này đặt ra một thử thách không chỉ về khả năng mua sắm, mà còn về sự sáng tạo và quản lý chi tiêu. Trong không khí của vòng 2, sự cạnh tranh giữa các chị ông trở nên quyết liệt hơn. Với nguồn lực và thời gian có hạn, họ đã phải thể hiện sự ứng biến tình huống và kỹ năng quản lý tốt để đáp ứng đúng yêu cầu. Mà chị nghĩ là không quá 200 đâu, vì chị tính rồi. 200.01. Không thể nào. Không quá 200 đâu, vì chị tính rồi. 200.01. Kiểm tra nha. Dạ 207. Bỏ này đi, chị bỏ. Dạ bỏ. Mình phải xin khách nữa, nãy chị xin có bác thì không cho, bác nói bác cũng gấp con ơi, chị chạy về khác. Rồi vòng này khó hơn buổi đầu rồi. Ê nhưng mà thi này vui nha. Vui lắm, nói chung là bữa nay cuộc thi đi chạy rất là vui. Đầu đi thi hết mình, bây giờ là thi xong rồi là thi về hết hồn. Kết quả của vòng 2 không chỉ là niềm vui của những người chiến thắng, mà còn chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối. Trời ơi. Phải buồn thắng thua, nhưng mà mình thấy mình tệ lắm, cẩu thả quá. Là một cái bài học cho em để rút kinh nghiệm. Nói chung là mình phải kiên nhẫn hơn trong tất cả tình huống. Chính những khoảnh khắc ấy đã làm cho cuộc thi này trở nên gần gũi và chân thực hơn, khi mỗi thí sinh trải qua những cảm xúc đầy tính nhân văn. Vào vòng chung kết, cuộc thi Ông Trên Đài 2023 lên đến đỉnh điểm gay cấn với sự tham gia của 9 chị ông xuất sắc nhất vòng 2. Ban tổ chức đã phân chia họ thành 3 đội A, B, C. Thử thách tại vòng này dành cho 3 đội là thực hiện một dịch vụ rất hot của Vistaki, tổng vệ sinh căn hộ. Một yếu tố bất ngờ được công bố sát giờ thi đấu là mỗi đội chỉ có 60 phút để hoàn thành phần thi. Quá thời gian sẽ bị trừ điểm. Ban tổ chức sẽ bắt đầu bấm giờ nha. Sự thay đổi này đã mang đến một bầu không khí gay cấn và kịch tính. Các đội phải đối mặt với áp lực về thời gian, qua đó bộc lộ được những cá tính riêng. Đội A thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia, nổi bật qua cách họ quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Hai chị làm ở ngoài nha, như toilet nha. Kìa, được không chị? Lô gia là ban công á hả? Đúng rồi. Chưa đi căn phòng chưa biết lô gia là gì. Ba mấy chị bên ngoài gần ba mấy chị ơi. Để chị ra. Ba chị chưa từng bao giờ làm với nhau nhưng mà hôm nay đã phối hợp rất là ăn ý, thực sự cảm ơn hai chị. Nãy giờ thực sự chưa có nhìn mặt ba luôn á. Tắm mặt rồi là không thấy mặt ai với ai luôn á. Bây giờ nhìn mặt tôi nó sáng không? Hay là tái rồi? Đội B với tính chuyên nghiệp và sự phân công dứt khoát cho thấy sự quyết đoán và kinh nghiệm dày dặn. Nắm cái góc này. Thật không thể tin nổi còn có 10 phút. Trời ơi, tin được chưa? Không thể tin nổi luôn. Cái thời gian nó không quan trọng, cái chất lượng nó mới quan trọng cơ.
bàn tay Bitaki là thần thánh lắm chị. A few moments later. Nói chứ Bitaki thần thánh thì cũng đâu có gì gì. Thời gian nó phải cho người ta chứ đâu dữ vậy. Mà không chị này. Không, mình vô. Sao có cửa mà. Đừng mệt, người ta cũng nói xíu nữa. Khó. Trời ơi, đánh bài cho đã. Làm xong đi, ba chị em mình ngồi đây chơi luôn nè. Chơi bài luôn nè. Chơi luôn. Sẵn là chị uống tụ đi chị. Uống tụ luôn, chứ làm rác. Hết giờ, chúng ta sẽ bấm qua đồng hồ tính thêm giờ. Có thể lớn một xíu nhưng mình làm có thể sạch chất lượng cho khách là được. Hay quá, tiếp cho chị hai tờ đi khách hàng nha. Hài lòng chị này. Rất là hài lòng. Đi rớt thì thôi, cũng không có gì để buồn. Thế. Yeah. Thời gian của chúng ta sẽ được bắt đầu. Mình sẽ bấm nút. Vì thời gian đâm ra là cứ không nhớ cái gì hết luôn. Có vẻ như là mình đang không bình tĩnh. Mệt hơn là đi làm thiệt. Đông quá nên là nó hơi không bình tĩnh một xíu. Nên là mình làm mình với lại nhiều việc quá tự nhiên nó rối. Nó rối không biết làm từ đâu vô đâu nữa. Nhớ cho chị qua ngang một ly nước đi, ngồi đây chiêu chen. Cảm ơn. Bê chị, đi đen em đi đứt. Hay là media tóc dài vậy không? Media qua đi lại được không? Tôi nghĩ là dặn cái chỗ có tóc qua đi tới chỗ người ta đặt rồi. Dạ, media dặn đến chỗ đó thì người ta di chuyển cho. Di chuyển này bẩn chỗ này 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 này. Dạ, không dám quay luôn á, ngồi chỗ luôn á. Rồi 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết rồi. Sợ các bạn ở ngoài vẫn không nghe thấy ấy. Thế chị mới gọi to. Chứ không phải chị quét lên. Cuối cùng, đội C mặc dù gặp khó khăn và áp lực nhưng các thành viên đã cân bằng được cảm xúc và hoàn thành phần thi của mình. Yeah! Có thể thấy, phòng thi chung kết không chỉ là nơi để các chị ông thể hiện kỹ năng nghề nghiệp mà còn là sân khấu của sự hiểu biết và sự chín chắn trong quản lý tình huống thực tế. Và một lần nữa, tinh thần đồng đội lại được tôn vinh, chứng minh cho việc đoàn kết chính là yếu tố quyết định sự thành công của tổng vệ sinh. Điều này cũng cho thấy sự tinh tế của ban tổ chức khi đã đưa ra những thử thách gần gũi với môi trường làm việc hàng ngày của các chị ông. Vậy là chính chiến binh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi chung kết. Xin được công bố quán quân của cuộc thi ong tranh tài mùa đầu tiên. Ong tranh tài 2023 đã gọi tên đội B với sự đồng tình, giúp quá cao từ ban giám khảo chuyên môn lẫn khán giả theo dõi chương trình. Đội A và đội C cũng xuất sắc lần lượt nhận được sự hoan nghênh với giải nhì và giải ba. Sau 3 tuần diễn ra, ong tranh tài 2023 đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng và chứng tỏ sức hút với hơn 100.000 lượt tiếp cận và gần 10.000 lượt tương tác trên trang mạng xã hội. Ong tranh tài 2023 diễn ra thành công sẽ là bước khởi đầu cho kỳ vọng lớn của Bitaski với game show truyền hình thường niên dành riêng cho nghề giúp việc. Ngoài mục tiêu tạo ra một sân chơi giao lưu, học hỏi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giúp việc đến với cộng đồng, ông trên đài sẽ còn là một hoạt động đặc biệt trong nỗ lực xây dựng cộng đồng người giúp việc chuyên nghiệp Bitaski. Dự kiến những cái chương trình tiếp theo trong những năm tới, Bitaski mong rằng có thể phủ sóng toàn quốc để tất cả các chị ông trên tổ quốc Việt Nam có thể tham gia với nhau. Thì đối với Bitaski, các chị ông đã dám thử thách bản thân mình trong mùa đầu tiên này đều là những chiến binh ngoan cường. Tôi sẽ luôn ở đây, sẽ chia vui buồn, dù cho ngày mai cuộc sống mỗi đứa mỗi nơi phương trời. Trong tim mình còn có tôi, có anh là bạn. Cùng bạn ta đi qua bao nhiêu những khó khăn để ta biết mình trân trọng điều chi. Có những điều không nói ra nhưng thấu hiểu. Tình bạn ta mang theo bao nhiêu những ước mơ để ta nhắc mình một ngày mai tươi sáng. Chính thức khép lại, nhưng với cộng đồng Bitaski, hành trình này chỉ mới bắt đầu.
Xin hẹn gặp lại các chị ông vào mùa giải tiếp theo. Hứa hẹn sẽ mang đến cho cộng đồng Bitaski nói riêng và cộng đồng nghề giúp việc nói chung những trải nghiệm mãn nhãn và tuyệt vời hơn nữa.